Rồi, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bài Rồi cũng già. Mấy bữa mình đã hứa rồi của Vũ Thình An. Bài này là cái điệu, nó là slow rock. Slow rock rất dễ. Mình có cover rồi đó, các bạn nào muốn nghe cover thì các bạn nghe. Còn bây giờ mình hướng dẫn mình ngắn gọn ha. Nhanh. Rồi intro các bạn nha. Có 4 câu. Bây giờ mình sẽ thực hiện nha. Rồi câu đầu. Đó. Các bạn bấm capo là ngăn số 3 nha. Kẹp capo ngăn 3, bấm mi thứ nha. Mi thứ nè. Nó là tông mi thứ nha, nhớ nha. Rồi nha. Rồi đầu tiên là son si, son son si si. Thì mình đánh mi thứ luôn. Rồi câu thứ hai, la son la mi mi fa si. La son la mi mi fa si. Ở si là mình bấm si 7 luôn. Gãi xuống luôn. Tức là pha thăng nha các bạn, pha thăng nè. Làm lại câu 2 nhé. Ở chữ 7 lại xuống luôn đó. Rồi câu thứ ba. Si thường với si giáng nè, si thường nè. Si giáng nè. Xong là thứ luôn, si si nè, để xuống là thứ luôn á, si si là son pha son là son trưởng, pha thăng son, câu thứ ba đó. Rồi câu thứ tư là câu cuối. Son la si son mi mi đánh như 6 như 1 fa son la si son mi, mình có thể đánh ở trên đây. Là mình hạ xuống quãng 8. Đây là quãng 8 nè. Mi fa sol la. Nhưng mình có thể đánh fa sol la ở đây. Đó, đánh ở trên, mình hạ hạ các nốt xuống quãng 8. Cũng được. Mà đánh với này cũng được. Bây giờ mình đánh lại intro nha, cho dễ hiểu. Câu cuối mình có thể đánh đánh hai cách nha, câu cuối là xí son mì. Là nhớ là pha thăng nhé. Rồi vô đệm
silo rốc luôn. Bát. 3 2 1 2 3 bát. 3 2 1 2 3 bát. Nhịp silo rốc rất dễ, cứ nhịp vô cái bát. Bát 3 2 1. Cái dây bát này nè. Và cái dây số 1 là mình nhịp. Bát 3 2 1 2 3 bát. Đó vậy thôi. Chuyển hợp âm ngay cái dây bát. Bát 3 2 1. Mi thứ. Rồi mi thứ nè. Xong rồi la thứ nè. Xong rồi son trưởng nè. Xong C7 đó. C7. Xong rồi rê trưởng. Xong đô trưởng. C7. Xong về la thứ, về mi thứ. Mi thứ. Rồi tông gốc nè. Chủ âm đó. Thế bấm mi thứ nha. Ngày mai rồi mình cũng già. La thứ nè. Không thể nào níu lại được. Ngày xưa như mới hôm qua. Một cánh hoa trong cơn phong ba. Điệp khúc là điệp khúc 1 nè. Điệp khúc 1 là thời gian tựa cánh chim bay, tiếng cầu kinh đời đời vẫn vậy. Từ nghìn trùng ta gặp nhau đây, rồi thiên thu mãi mãi sung vầy. À, điệp khúc 1. Thời gian tựa cánh chim bay, thời gian là mi thứ. Tiếng cầu kinh là la thứ. Đời đời vẫn vậy là C7. Từ nghìn trùng là thứ, ta gặp nhau đây so trường. Rồi thiên thu suy bảy, mãi mãi xâm vầy. Đó. Lại nha, còn cái điệu mình quạt nè. Cơ bản như là 1, 2, 3, 4 này móc lên. Có 6 âm thanh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Số 4 là mình móc lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Tức là mình nhịp số 1 và số 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Đó, cứ vậy thôi. Mà chuyển hợp âm là ngay số 1 nha. Quạt. Mà nào búng được thì cứ búng. Đó, búng. Đó. Thời gian tựa cánh chim bay, tiếng cầu kinh đời đời vẫn vậy. Từ nghìn trùng ta gặp nhau đây, rồi thiên thu mãi mãi sung vầy. Đó. Rồi. Lặp lại thôi, lặp lại. Cái lời nó khác, cái nhạc nó giống thôi. Ngày mai rồi mình cũng già. Tập âm như vậy luôn, đi cái đầu luôn. Thân thể này sẽ tàn úa. Được thua thì cũng thế thôi. Một tiếng yêu xin. Rồi điểm khúc 2 im đi, điểm khúc 1 luôn, quạt luôn. Còn sớm ngày nữa vui chơi, hãy nhìn xem vẻ đẹp cõi đời. Được làm người ôi diệu kỳ thay, ta ơn trên cho sống chốn này. Đấy vậy thôi. Ngày mai rồi mình cũng già. Nhưng đợi người
Chia sẻ cho mình nhé. Ok.